Do đạp nhầm chân ga với chân phanh, nên một nam thanh niên đã lái xe tông thẳng vào cửa hàng tiện lợi. Vào hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 3, một sinh viên đại học đã lái ô tô đâm vào một cửa hàng tiện lợi do đạp nhầm chân ga với chân phanh. Khi nam sinh viên đại học họ Lưu đang lái xe với biển lái mới tại quận Lính Khẩu, Tân Bắc thì vô tình đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh và đâm sầm vào cửa hàng Family Mart. Cảnh sát Lính Khẩu đã nhận được tin báo về vụ tai nạn vào khoảng 4 giờ sáng thứ Hai. Khi đến nơi thì họ phát hiện chiếc xe đâm xuyên qua hai cửa sổ lớn, khiến các mảnh kính và hàng hóa bay tứ tung. May mắn là không xảy ra thương vong. Kết quả kiểm tra hơi thở cho thấy cậu ấy không uống rượu bia. Hiện quản lý của Family Mart đang kiểm tra thiệt hại tài chính của cửa hàng, và nguyên nhân chính xác gây ra vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.